là bò mãi mới lên được ấy chú nhỉ. Đấy, lần nào mưa nó bắt đầu lại không vận chuyển được nữa rồi. Bây giờ thì mưa thế này chắc không được đó. Xin chào mừng cô các bác anh chị đã cùng quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Duy Liễu. Ngày hôm nay thì quay trở lại nhà của Thắng Mồ Côi để đẩy nhanh cái tiến độ xây nhà che mấy các bác nhé. Ngay sau khi mà giải phóng mặt bằng thì bà con lối xóm cũng đã hộ Thắng Mồ Côi đào móng rồi. Ngày hôm nay thì Liễu sẽ gọi vật liệu luôn, vì là cũng cận Tết rồi nên là phải đẩy nhanh cái tiến độ sao cho nhanh. Mời cô bác anh chị chúng bớt chút thời gian để dõi theo chút phim ngày hôm nay nhé. Mưa quá, đang mưa phùn các bác ạ. Rau cải ngon đấy cô. Rau này rau không phải rau cải đâu, rau chân vịt phải không? Chị nhà thím này à? Nhà thím này có vườn rau mini tốt lắm. Sáng nay thì anh Hờ chập vật liệu cũng đã gọi Liễu từ rất là sớm rồi. Bởi vì là di chuyển từ ngoài Yên Minh vào bên đây cũng khá là xa nên là Liễu đã gọi trước cho chú trưởng thôn để nhờ để bảo Thắng giải bạt và để chuẩn bị chỗ để đổ vật liệu. Sơn quá. Đổ vật liệu chưa? Đổ ở ngay giữa móng này à? Đổ được không? Mấy nữa liệu có vướng không? Không vướng đâu gì. Ăn pin không? Tí nữa lấy gì xem xe vào nhá. Chuẩn bị chỗ để xi kìa. Để nhà Long á? Để chỗ trước cửa kìa. Hỏi Long chưa? Long đồng ý thì bây giờ Thắng quay lại chào khán giả trên kênh của Duy Liễu đi. Chào, xin chào các bác các cô, các bạn thành con trên kênh Duy ạ. Không lạnh à? Gói. Hay là tí đá học đổ đâu? Đá học thì chắc cũng đổ. Nó quay đầu chứ không đổ. Đổ đây luôn à? Ừ. Rồi tí có đây là đường đi lại mà có vướng không? Không. Mưa thế này chắc không đi lại. Đợi đổ đây. Đấy, thời tiết hôm nay lại mưa rồi. Không biết là nó tí nữa nó có tạnh không? Cái áo của ai kia? Áo tay. Áo lao tay hơi à? Tí nữa anh Hờ sẽ chở xe đá hộc lên và kèm theo xi nữa. Thì Thắng sẽ tìm chỗ để mình để vật liệu nhá. Đi vào trong kia nào. Ừ, không để cái rẻ ở ngoài này lau chân. Rồi ngoài này bẩn thế này lau đi chứ. Ăn bim không? Con nhà Thăng đâu? Con nhà Thăng đi đâu rồi? Hai đứa bé đâu nãy đi qua thấy đóng cửa. Được nha. Thế này tí nữa mua cho hai dây bim bim nhá. Tí nữa cho con nhà Thăng một dây, cho con nhà Long một dây nhá. Tí nữa cho chia cho con nhà Thăng với nhá. Nãy đi thấy đóng cửa gọi không thấy nghe cửa đi đâu. Ui. Xin chưa? Xin. Xin chưa? Xin. Bóc cho con ăn. Đấy, tí nữa cho con nhà Thăng nữa nhá. Mỗi người một dây. Thời tiết không ủng hộ Thắng mà Thắng à. Trời mưa. Tí nữa sẽ gọi anh Hợ một lần nữa để giục anh ấy cố lên. Anh ấy đang sợ cái đường lên đây quá nên là anh ấy không dám lên. Hiện tại thì thời tiết đang không ủng hộ
anh em tiến hành gọi vật liệu cho nhà Thắng Mồ Côi các bác ạ. Tại thì trời cũng đang đổ mưa. Không biết là gọi cho anh Hờ chuyển vật liệu anh có lên được không đây. Giờ Liệu sẽ gọi cho anh Hờ. Cõng phân để đổ vào mía. Không gọi được. Bây giờ Liệu sẽ cùng Thắng đi sang nhà chú trưởng thôn để xem chỗ Thắng ở hiện tại nhá, ở tạm. Ngày hôm nay thì chú trưởng thôn đang thuê bà con ở quanh đây để vác phân cho vào vườn mía của chú trưởng thôn. Đây là nhà của chú trưởng thôn các bạn. Nhà chú trưởng thôn đây là mới, hình như mới xây lại cái hàng gạch này đấy, đúng không? Đây là Thắng ở đằng này à? Đây là không gian bếp nhà chú trưởng thôn. Mình xếp hơi bẩn. À đây là Thắng ngủ đây à? À, nếu mà thường thường thì ai ngủ ở đây? Con trai chú trưởng thôn ngủ đây á? À, bây giờ con trai chú trưởng thôn lại chuyển đi đâu rồi? Lại đi làm. Xong là mình lại ngủ ở đây. Vâng. À, đây là nhiều một cái phòng luôn đấy nhỉ. Và đồ đạc của vợ của con dâu của chú trưởng thôn. Ừ. Đây đến giờ nấu cơm là mình nấu cơm cho chú trưởng thôn ăn luôn. Thôi ngày hôm nay thì có lẽ là vật liệu sẽ không thể tập kết được trong vòng ngày hôm nay được. Thì ngày mai nếu mà trời có nắng ráo thì xe vật liệu sẽ có thể di chuyển lên đây được. Nhưng mà do là thời tiết không ủng hộ thì xe không thể di chuyển được. Xe hiện tại đã ở dưới chân dốc kia rồi. Đấy, chỗ nhà anh gì nhỉ? Chỗ quán, chỗ... Bà Xính. Ừ, đấy, chỗ anh Bà Xính rồi. Đường lên đây thì khá là dốc và cua nhiều các bác ạ. Vẹn đường hẹp nữa nên là anh chở vật liệu sợ là lên được. Xong đến lúc cũng không thể xuống được. Lên thì lên được, nhưng mà xuống mới là gọi là khó các bác ạ. Có lẽ thước phim ngày hôm nay thì Liệu cũng xin phép kết thúc tại đây thôi. Và cũng xin hẹn gặp lại với các bác anh chị ở những thước phim tiếp theo. Và cũng rất mong là quá trình mà làm nhà cho Thắng này thì sẽ được quý cô bác anh chị chung tay đóng góp cho Thắng một chút kinh phí để Thắng hoàn thiện căn nhà hơn. Bởi vì hiện tại thì trong cái trợ duyên của Thắng hiện tại thì chỉ khoảng hơn 50 triệu một chút thôi. Đấy, nên là để mà có căn nhà hoàn chỉnh thì anh em phải chất bóp rất là nhiều cái. Nên là rất cần những cái sự chung tay giúp đỡ của quý cô bác anh chị thì Thắng mồ côi mới có cái căn nhà hoàn chỉnh được. Và bây giờ Thắng xin chào khán giả trên kênh của Duy Liệu đi. Cháu xin chào các bác, các cô, các bạn thân quân trên kênh Duy ạ. Thôi bây giờ thế cái lạc với lại quần áo của cái cô Huệ gửi cho Thắng thì Thắng đã bỏ ra chưa? Bỏ ra rồi gì? Đấy, cô có gửi cho Thắng lạc và một ít bát đĩa và đũa nữa, một ít quần áo nữa. Thì nhớ bỏ lạc ra không thì nó lại mốc. Năm nay mía của chú trưởng thôn mất mùa rồi. Không có rồi nhỉ. Mấy cô này là chú khoán ấy à? Cái này là ải rồi đấy.
Xe vật liệu nay lại không lên được rồi. Mai mới lên. Mai lên thì chắc là mai liệu sẽ không vào được. Thì mai Thắng khác tự sắp xếp nhé. Sáng nay là bò mãi mới lên được mỗi một chuyến. Chiều có phải đi cắt cỏ nữa không? Chiều mình quá phải chiều. Mị chiều mà đi cắt à? Mưa. Dép nặng cả cân. Em này còn không đi dép luôn. Em học lớp mấy rồi? Học lớp 7 rồi à? Chuyện lên đây thì trơn lắm này. Sáng nay là cái xe kia là bò mãi mới lên được ấy chú nhỉ. Đấy. Lần nào mưa là bắt đầu lại không vận chuyển được nữa rồi. Chắc phải mai. Cháu vừa gọi cho anh Hờ rồi anh ấy bảo mai.
cái dép của cháu còn không nhấc được nữa rồi. Nó tạm biệt con đó chứ.